Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội bóng DTS và EOC đã được bắt đầu. Thì hai đội cũng đã gặp nhau. Và ở trận đấu đó thì chiến thắng đã thuộc về cao thủ EOC. Họ giành chiến thắng trước cơ hội. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ EOC. Một bàn thắng rất dễ dàng. Người ghi bàn cho EOC là Huỳnh Anh Trung, hay còn được gọi với cái tên là Trung Nam Định. Xin lỗi quý vị, như vậy người ghi bàn là Hưng Sốp, cầu thủ mang áo số 12, Đinh Văn Hưng. Đinh Văn Hưng ngày hôm nay có một cơ hội cho EOC. Sút xa, không vào. Cơ hội, làm gì đây? Như vậy đã có bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ DTS. Một pha xuống đáy và trả ngược lại cho tuyến 2 dứt điểm quá hay của các cầu thủ DTS. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Người ghi bàn là Hiếu Hino. Trước đó phải kể đến pha thu hút hậu vệ đối phương rất hay của đội trưởng Phương Vơ Tu. Mọi sự chú ý đã được đổ dồn về Phương Vơ Tu và sân trơn bóng ướt. Nên tình huống dứt điểm của... Cơ hội! Quá hay! Tình huống ghi bàn là của Hiệp Châu. Quá dễ dàng. Sẽ thật khó để cầu thủ mang áo số 6 bên phía EOC có thể đá bóng ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Không được. Một tình huống lăn xả. Không được. Vẫn không vào. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 1 phút bù giờ. Có bàn thắng hay không? Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ DTS. Tỷ số là 2 đều. Bàn thắng đến ở những phút bù giờ. Phương Vơ Tu quá trống trải trong tình huống này để thực hiện một đường chuyền. Còn người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 9, Trần Trung Hiếu. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ DTS. DTS đã lần đầu tiên trong trận đấu vươn lên dẫn trước EOC. Bàn thắng đến ở những phút đầu hiệp 2. Nó cũng đến nhanh giống như những gì mà EOC đã làm trong hiệp đấu thứ nhất. Một pha bắt bóng không tốt của thủ thành Minh Tuấn. Trời mưa khiến cho trái bóng trơn trượt và thủ thành mang áo số 22 bên phía EOC. Rất khéo nhưng không được. Dứt điểm ngay, như vậy đã có bàn thắng thứ tư cho DTS. Và bàn thắng thứ tư đều thuộc do công của cầu thủ mang áo số 9 Trần Trung Hiếu. Pha làm bàn đẳng cấp của Trung Hiếu, Hiếu Hino. Đỡ bóng xoay người và dứt điểm bằng chân trái. Không có cơ hội cản phá cho thủ thành Minh Tuấn. Đường chuyền của Phương Vơ Tu. Sút luôn, không vào. 3 phút bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Khả Thơ đã không quyết liệt trong tình huống nổ của Trần Trung Hiếu. Không được. Và đó cũng chính là tình huống cuối cùng, pha bóng cuối cùng của trận đấu giữa DTS và EOC.